thì mọi người đang rất là cảm thấy xúc động khi mà trong giai đoạn sóng gió nhất, như là anh Quang Huy chia sẻ thì Nhã Phương có để status là khó quá thì về nhà có em chờ. Thì cái cảm xúc của anh khi mà bây giờ vượt qua hết bão rồi, anh có muốn gửi lời gì không, đặc biệt là cho Nhã Phương? Thưa quý vị, là nói đầu tiên chúng ta sẽ nói về bộ phim trước, là mỗi giai đoạn mình làm việc thì nó sẽ khó khăn khác nhau, tiền sản xuất, sau đó là sản xuất và sau đó là hậu sản xuất, rồi mỗi thứ đều có một cái khó khăn riêng. Nhưng mà khó khăn chỉ là tạm thời, tất cả đều cố gắng chung tay với nhau vượt qua, cho nên thành quả là ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ được vào trong rạp xem một bộ phim. Mỗi người sẽ tự đánh giá, chứ tụi em không dám nói là phim tụi em hay, không dám nói điều đó, nhưng chắc chắn cảm xúc mang lại cho quý vị là điều chắc chắn. Còn vợ em thì thấy em làm suốt mà về nhà ở ngoài đường thì cũng nói nhiều, cứ về nhà mỗi lúc có cảm xúc vào rồi á, mình chỉ không có nói tại sợ vợ lo rồi, nhưng mà vợ biết nên cũng nhắn nhủ đôi câu, có em chờ. Thực ra là ngày nào cũng chờ chứ không phải là lúc gặp khó khăn mới chờ. Thì đó, thì ngày hôm nay cũng có bà xã đi thì cũng đang chụp hình, không biết có nghe không. Đó, thì ngày hôm nay là một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành tình yêu thương cho ba cô chị phải tết, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Trường Giang. Nhưng mà con Khoa ơi, anh spoil chút xíu về nội dung phim được không? Bây giờ Hân gặp anh và nói rằng anh ta đang bị mắc kẹt trong một cái vòng lặp thời gian, một cái khái niệm rất mới, thì anh nghĩ gì, bạn có tin không? Chết, vui. Dạ tin ạ. Hết. Thật sự là tới bây giờ cảm giác nó cứ vui làm sao đấy. Nó chưa bộ phim nào mà nó như bộ phim này. Mấy bữa đó nó thuận buồm xuôi gió lắm. Mình là một diễn viên, chỉ tới ngày đó bắt rất là nhẹ nhàng với tay bộ phim đó, cứ làm sao đấy. Nhưng mà tới bây giờ đứng được ở đây rồi thì cảm xúc nó dâng trào lắm ạ. Người ạ, đây là diễn viên duy nhất trong đoàn là phải cạo đầu liên tục vài ngày một lần để mà hoàn thành bộ phim, phải không anh Huy? À, có câu chuyện cạo tóc này thì anh Khoa bây giờ thì anh rất là tự hào để anh chia sẻ rằng là anh rất là hy sinh về nghệ thuật. Nhưng mà đó là kết quả mình nhìn thấy thôi, chứ còn lúc bắt đầu thì anh cũng là người cũng hay trả giá mặc cả lắm. Đầu tiên là lúc đó thì đoàn quay đi xuống tới Hồ Tràm rồi, thì Khoa ở trên này, Khoa xuống sau, thì Khoa trả giá là bây giờ Khoa cạo 3 phân 2 phân nữa được không. Thì lúc ở dưới Hồ Tràm thì mình nghe điện thoại của mấy anh em trong đoàn báo thì mình nói là không, mình không đồng ý. Thì Khoa mới nói rằng là Khoa cứ cạo thử 2 phân rồi gửi hình xuống xem anh Huy có gì hay không. Thì khi mà anh Khoa gửi hình 2 phân xuống, anh Khoa được trả lời là anh Huy không duyệt. Anh Khoa gửi hình 1 phân xuống, anh Khoa cũng được câu trả lời rằng anh Huy không duyệt. Và lần cuối cùng khi anh Khoa gửi xuống thì anh Khoa đã không còn 1mm nào tóc trên đầu nữa, thì anh Khoa nhận được cái gì? Và bí mật rằng anh Khoa không biết rằng là cả 3 tấm hình đó đều không đến mắt của đạo diễn. Đạo diễn chỉ hỏi thôi, cạo sạch chưa? Chưa, khỏi duyệt, khỏi coi. Cho nên là đến ngày hôm nay thì anh tự hào lắm, anh nói là anh đã hy sinh về nghệ thuật, chứ lúc đầu anh không hy sinh đâu. Lúc đầu cũng mặc cả lắm, anh ơi, nếu mà anh cạo tóc anh có lên lương cho em không? Phải không Khoa? Anh cứ nói vậy nó đúng. Còn kết quả này, kết quả là bị giảm lương. Tóc mà tiếc lắm. Mày người. Mà tóc em để dạng đâu có đẹp đâu tiếc. Nhưng mà có tóc. Em đừng nói dù có tóc chứ không tóc ở đây nữa. Em thấy cái đoạn hội thoại này rất là vô lý nhưng vô cùng thuyết phục. Nói chung là sự hy sinh của tất cả các diễn viên trong những ngày mưa bão Hồ Tràm hoàn toàn được ghi nhận, và đặc biệt về nội dung của bộ phim về vòng lặp thời gian và những yếu tố về nhân quả, phụ tử và tình bạn hữu sẽ được chúng ta cảm nhận bằng nhân sinh quan của chính mình. Một lần nữa, một tràng vỗ tay thật lớn cho đạo diễn Quang Huy, diễn viên Trường Giang và bà Khoa. Thưa quý vị,